Chào các em. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái nội dung ôn tập giữa kỳ 1 môn vật lý lớp 11 của trường Trung học phổ thông Việt Nam Ba Lan năm 2021. Thế thì sắp tới chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra giữa kỳ và nội dung giữa kỳ kiểm tra giữa kỳ môn vật lý thì sẽ chủ yếu xoay quanh cái chương 1 là cái chương học về điện tích. Đấy. Thế thì trong cái chương 1 này thì ta có một số cái vấn đề ví dụ như là định luật Coulomb để các em xác định lực cường độ điện trường, điện thế, hiệu điện thế, công của lực điện trường và tụ điện. Thì đấy là một số những cái bài mà cơ bản các em sẽ phải nắm được ở trong chương 1. Ngoài ra thì ta sẽ có một số dạng bài cơ bản của chương 2. Một số dạng bài cơ bản của chương 2 là chương dòng điện không đổi. Tuy nhiên là nó sẽ không nhiều bởi vì cái nội dung chương 2 thì ta mới học được 1-2 bài đầu tiên thôi. Đấy, nên chủ yếu chính của mình vẫn là nội dung của chương 1. Do đó các em cần phải tập trung hết sức để ôn tập cho nó tốt, bởi vì cái giai đoạn vừa rồi chúng ta học online thì cái hiệu quả đương nhiên là không thể, mặc dù là cả thầy và trò đều cố gắng hết sức rồi nhưng mà cái hiệu quả nó sẽ không được đảm bảo như là ta học trực tiếp tại lớp, được chưa? Đấy, do đó các em cần phải cố gắng là ôn tập thật kỹ để hoàn thành tốt cái bài kiểm tra giữa kỳ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung ôn tập môn vật lý giữa kỳ 1 của trường Việt 3. Phần 1 chính là định luật Coulomb. Nếu tăng khoảng cách giữa hai điện tích điểm lên 3 lần thì lực tĩnh điện giữa chúng sẽ. Các em nhớ rằng ta có công thức F bằng KQ1 Q2 trên epsilon R bình. Thế khi em tăng khoảng cách lên 3 lần thì nó bình phương là 9, mẫu tăng 9 lần. Thế thì lực sẽ giảm đi 9 lần. Ta có đáp án D. Câu số 2. Khi tăng đồng thời độ lớn của hai điện tích điểm và khoảng cách giữa chúng lên gấp đôi. Độ lớn của hai điện tích điểm tăng lên gấp đôi, Q1, Q2 tăng gấp đôi là 4 lần. Khoảng cách cũng tăng gấp đôi, bình phương lên là 4 lần thì tử và mẫu cùng tăng 4, vậy F sẽ là không đổi. Đúng chưa? Câu 3. Hai quả cầu A và B có khối lượng M1 và M2. Đây, M1 M2 treo vào một điểm O bằng hai sợi dây như hình vẽ. Tích điện cho hai quả cầu, lực căng T của sợi dây OA sẽ thay đổi như nào so với lúc chúng chưa tích điện? Thế thì còn phải tùy thuộc vào cái điện tích mà ta tích cho chúng là cùng dấu hay trái dấu, đúng không? Nhưng chắc chắn sẽ có thay đổi. Lực căng dây T trên sợi dây OA này, nó sẽ cân bằng với gì? Với trọng lực BB và BA, đúng không? Ban đầu là T cân bằng với BA cộng BB. Nếu hai quả cầu lại tích điện trái dấu, như vậy là hai quả cầu tích điện trái dấu sẽ hút nhau, đúng không? Thế thì lực A này, quả cầu A này sẽ chịu tác dụng thêm một lực hút kéo nó xuống, đúng chưa? Thêm lực hút kéo xuống. Người ta đang hỏi là dây OA nhé, chứ không xét dây AB này. Dây AB sẽ khác với dây OA. Như vậy là ta có lực căng dây T sẽ bằng BA cộng BB, đúng không? Và nó phụ thuộc vào khối lượng của quả lặng A và B. Còn khi ta tích điện cho quả cầu thì tích điện trái dấu hay cùng dấu thì cái lực đấy nó cũng sẽ gì? Sẽ cân bằng với cái gì? Cái lực bên dưới này, được chưa? Đấy, ví dụ như tích điện trái dấu thì cái quả cầu này bị hút xuống, nhưng mà đồng thời quả cầu B bị hút lên trên và nó sẽ làm giảm cái tác dụng của cái khối lượng trọng lực B đi, của quả cầu B đi, được chưa? Như vậy là gì? Dù có tích điện trái dấu hay cùng dấu thì cái T này cũng chỉ phụ thuộc vào khối lượng của hai cái quả cầu AB thôi. Do đó ta có đáp án là T không đổi, được chưa? Tiếp theo ta đến với câu số 4 này. Một hệ cô lập gồm 3 điện tích điểm có khối lượng không đáng kể nằm cân bằng với nhau. Tình huống nào dưới đây có thể xảy ra? 3 đỉnh tam giác đều này, nằm trên một đường thẳng này. 3 điện tích không cùng dấu nằm tại 3 đỉnh này. Và 3 điện tích không cùng dấu nằm trên một đường thẳng. Thế bây giờ ta xét một cái tam giác đều như này. Em để ý này. Ở 3 đỉnh này đặt 3 điện tích. Người ta đang bảo là gì? Hệ này làm cân bằng với nhau, có nghĩa là 3 điện tích này làm cân bằng, đúng không? Thế thì cái giả sử đây là dấu cộng, cả 3 cùng dấu cộng đi, cùng dấu. Thế thì có phải là
đẩy xuống, thằng này đẩy sang bên này thì chắc chắn là gì? Cái điện tích này sẽ bị đẩy đi, đúng không? Còn nếu đây là dấu trừ, đây là dấu cộng thì đẩy xuống, đẩy sang thì nó sẽ lệch về phía dưới này, đúng không? Như vậy là đối với đỉnh của ba đỉnh của một tam giác đều thì chỉ có ở vị trí trọng tâm này thì mới có gì? Lực bằng không. Còn ở ba đỉnh thì sẽ có lực khác không, đúng không? Thế còn trường hợp làm trên đường thẳng thì sao? Thầy có một đoạn thẳng như này, có ba điện tích, đúng không? Trong trường hợp này có thể bằng không được. Vì sao? Nếu thầy đấy đây là điện tích dương, đây điện tích, giả sử như đây điện tích dương nhá, thì hai thằng này đẩy nhau sang bên phải, thế để thằng này bị kéo lại thì đây phải điện tích âm, đúng không? Đúng không? Nhưng nếu như đây là âm thì thằng này sẽ bị hút vào đây, cùng thời bị đẩy ra thì thằng này sẽ không cân bằng. Đúng chưa? Đấy. Thế thì nếu ta để ở đây là điện tích âm, để đây điện tích âm thì sao? Còn đây thầy để điện tích dương. Dương với âm hút nhau lệch sang phải, dương với dương đẩy nhau lệch sang trái. Tương tự thằng này, thằng ở giữa này cũng vậy, đúng không? Đấy. Thế thì ta có phải là gì? Sẽ có cái này hút ở bên này, cái này hút ở bên này. Như vậy ba điện tích đều có thể cân bằng được. Như vậy tình huống có thể xảy ra là, đúng không? Xảy ra là gì? Thứ nhất, đặt trên đường thẳng. Đặt trên đường thẳng này. Và đương nhiên là ba điện tích phải không cùng dấu, đúng không? Đấy. Còn nếu trường hợp mà cả ba điện tích này cùng dấu, cùng dương cả. Nếu cả ba điện tích này cùng dương cả thì sao? Hai thằng giữa, hai thằng ngoài cùng này sẽ bị đẩy ra xa. Còn thằng giữa thì có thể cân bằng được, đúng không? Như ở đây ta sẽ có đáp án D. Đấy, thì thầy phân tích các trường hợp cho các em để các em thấy. Và cái việc xác định vị trí để sao nó cân bằng này thì ta đã có công thức rồi, đúng không? Các em còn nhớ đấy, Q1 trên Q2, trị đối Q1 trên Q2 ấy, đúng không? Đấy, vân vân. Câu 5. Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong 1 cm khối khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn là. Đấy, hỏi rất là củ chuối này. Hydro mà 1 cm khối, thế thì em phải tính ra mol và xem trong một mol đấy có bao nhiêu nguyên tử. Thế thì ta có số nguyên tử bằng số Avogadro, đúng không? 6,022 nhân 10 mũ 23. Đấy. Nhân với mol của nó, mol thì bằng V trên 22,4. V là lít mà đây đang là ml thì sẽ là 10 mũ trừ 3 chia 22,4. Thì đây là số nguyên tử. Thế nguyên tử hydro thì sẽ có một proton và một electron. Thế thì em chỉ việc lấy số nguyên tử. Số nguyên tử nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 thì các em sẽ được kết quả. Bây giờ ta sẽ bấm máy này. Như số to là phải bấm thôi. 22 chia cho 22,4 bằng. Đây. Đây là 10 mũ 20. 10 mũ 20 thì thầy nhân thêm 10 đi. Để 10 mũ 19 với cái này triệt tiêu, nhân tiếp với 1,6 bằng 4,3014. 4,3. Đây ta có đáp án 4,3. Và đương nhiên là gì? Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm thì ta sẽ có là 4,3. Đúng không? Nó chỉ là 4,3 thôi, chứ nó không có 10 mũ 3. Như vậy ta có đáp án C. Câu 6. Khoảng cách giữa proton và e là, cho khoảng cách, coi rằng proton và e là các điện tích điểm, lực tương tác. Thì ta có công thức F bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với Q1, Q2. Thế thì điện tích của proton và electron đều bằng nhau là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 tất cả bình, chia cho R bình là 5 nhân 10 mũ trừ 9 tất cả bình bằng. Được chưa? Và rõ ràng nó phải là lực hút rồi. Vì hai cái này trái dấu mà, đúng không? Thì cái chữ đẩy là sai rồi. Đúng chưa? Ở đây nó chỉ khác nhau về 10 mũ trừ thôi. Đấy. Ta có 10 mũ trừ 9 mà bình phương lên thì thành là trừ 38. Đây là trừ 18 với trừ 38 là còn trừ 20. Trừ 20 với dương 9 thì ta được còn trừ 11. Đúng chưa? Đấy. Ít nhất là trừ 11. Thế khả năng cao sẽ ra đáp án A rồi. Người ta bấm thêm này. 9 nhân 1,6 bình bằng
chia cho 5 bình bằng 0,9216 chứ phải bằng 9,216 nhân 10 mũ trừ 12 chưa? Đấy, trừ 11 mà thêm một lần nữa thì sẽ ra trừ 12. Đây, ta có đáp án A. Tiếp tục, câu 7. Hai đệ tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, R có, lực đẩy có, tính Q. Ta có 1,6 nhân 10 mũ trừ 4 bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với Q bình chia cho 2 nhân 10 mũ trừ 2 tất cả bình. Em phải đổi sang mét. Từ đây em tìm được Q bằng. Đây là trừ 4. Trừ 4 đảo lên đây thì ta sẽ được là 4. Đúng không? 9, 4, 13. Đây là 4 này. Thế ta sẽ lấy 1,6 nhân 4 chia 9 đúng không? 1,6 nhân 4 chia 9 bằng. Căn ra. 84327. Không có đáp án. Ta sẽ phải tính cả cái mũ của nó đi. Thế ta sẽ có này. Q sẽ bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ 4 chia cho 9 nhân 10 mũ 9 và căn bằng này. 1,6 nhân 4 chia 9, còn đây là trừ 8 với 9 là trừ 17, đúng không? Căn của 1,6 nhân 4 chia 9 nhân với 10 mũ trừ 17 bằng 2,66. Đây, 2,67 nhân 10 mũ trừ 9. 2,67 nhân 10 mũ trừ 9, đây là coulomb, được chưa? 2,67 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb. Thế ta có đáp án là gì? C. Đấy. Như vậy những cái bài này thực ra nó chỉ áp dụng mỗi công thức của định luật Coulomb thôi. Nhưng mà tính toán thì số nó rất là lẻ và lớn, nên ta phải dùng máy tính chứ không thể nhầm được, không thể tính nhanh được, đúng không? Đấy. Tiếp tục, chúng ta sang câu số 8. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, R1 biết này, F1, F2 thì khoảng cách nào. Thế ta có F1 bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 4 bằng K Q1 Q2 trên 2 bình. Thầy không đổi sang mét vì lát nữa đơn vị của mình cũng là cm thì thầy sẽ để cm. F2 thì bằng 2,5 nhân 10 mũ trừ 4 bằng K Q1 Q2 trên R2 bình. Được chưa? Ta lập tỉ số thôi. Ta lấy hai này chia cho nhau thì sẽ là 16/25 và bằng R2 bình trên 4, đúng không? Thế suy ra R2 sẽ bằng gì? R2 bình trên 4 thì bằng 16/25. Thế thì căn ra thì 16/25 sẽ là 4 phần mấy? 4/5, đúng không? 4/5 mà nhân với đi, 4/5 mà nhân với 4, đúng không? Thì là 16/5. Ta được 2 thôi vì ta căn ra rồi. Thế gọi là gì? Ta được 1,6 không? Đấy, 1,6 cm. Khoảng cách của nó là cái việc là đơn vị mét là đã thấy là vô lý rồi, đúng chưa? Hai cái điện tích thì ban đầu có 2 cm cách nhau mà sau khi tác dụng thay đổi vị trí để lực lên 2,5 mà cách nhau đến thằng mét thì ra là vô lý rồi. Không bao giờ có chuyện khoảng cách là mét cả, đúng chưa? Câu 9. Cho hai điện tích F biết tính khoảng cách. Đấy. 6 mét là đã thấy vô lý rồi đúng không? Đây 60 cm cũng thấy là to rồi, chỉ có 1 trong 2 cái này thôi. Ta sẽ có này. 0,1 bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 10 mũ trừ 7 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ 7 chia cho R bình. Suy ra R bằng. Đây là 10 mũ trừ 14. Đúng không? 10 mũ trừ 14 với 10 mũ 9 thì còn 10 mũ trừ 5. Được chưa? 10 mũ trừ 5 mà đây lại là 0,1 nữa. Thì ta chia cả hai vế cho 0,1. Đúng không? Thì còn 10 mũ trừ 4. K
căn của 10 mũ trừ 4 thì sẽ bằng 10 mũ trừ 2, có nghĩa là đơn vị sẽ là cm rồi. Và 9436 căn ra thì bằng 6, như vậy 6 nhân 10 mũ trừ 2 mét thì sẽ bằng 6 cm. Những con số đẹp này ta nhẩm được. Còn nếu không các em có thể bấm máy nhá. Ở đây thầy thấy số nó đẹp thì thầy nhẩm thôi. Còn không thì các em hoàn toàn có thể bấm máy được. Câu 10. Cho hai điện tích Q1, Q2 cách nhau 6, 1Q3 đặt trên đường trung trực cách AB khoảng 4. Độ lớn của lực điện do hai điện tích Q1 và Q2 tác dụng lên Q3 là? Một thằng âm, một thằng dương. Đường trung trực này cách AB khoảng là 4. Đây là 4, đây là 3, 3. Đấy, cái hình của mình như này. Thế Q này là Q3 là dương. Đẩy ra xa, hút lại gần. Thế thì lực tổng hợp của mình đây. Đúng không? Lực tổng hợp của mình đây. Cạnh này phải là 5, 3, 4, 5 mà đúng không? Thứ nhất là độ lớn của Q này như nhau. Bán kính hay là khoảng cách bằng nhau. Thế thì đây chắc chắn là một hình thoi. Thế thì hình thoi thì ta sẽ có F bằng gì? 2 lần F1 nhân với cốt của góc gì? Alpha trên 2. Cốt của góc alpha trên 2. Đúng không? Ta phải xem cái góc này là bao nhiêu. Cái góc này bằng bao nhiêu thì ta sẽ nhân với cốt của góc này. Hai góc này bằng nhau mà đúng không? Như vậy nhân cốt của alpha. Alpha là thầy lấy cái góc này. Thế ta sẽ có này. Bằng 2 nhân với 9 nhân 10 mũ 9 nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 6 nhân với 2 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho 5 nhân 10 mũ trừ 2 tất cả bình. Nhân với cốt thì bằng kề trên huyền là nhân với 3 phần 5. Đấy, bây giờ ta tính ra. Đây là 25. Nhân 5 là 125. 2, 4, 8. Đúng không? 8 nhân 9, 3, 2, 7. 8 nhân 27 chia cho 125 bằng 1,728. Có mỗi một đáp án 1,728 thôi. Ta chọn đáp án B luôn. Được chưa? Đấy. Có mỗi một đáp án là 1,728 mà. Thế ta không cần quan tâm đến cái số mũ. Được chưa? Còn khi có nhiều số 1,728 thì bắt đầu ta mới xem số mũ để xem nó ra bao nhiêu. Đấy. Tiếp tục câu 11. Trong không khí, khi hai điện tích điểm đặt cách nhau lần lượt là D và D cộng 10 thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn là 2 và 5. Giá trị của D là, đây chắc lại là bài toán mà ta phải giải hệ phương trình rồi đúng không? 2 nhân 10 mũ trừ 6 thì bằng KQ1 Q2 trên D bình. Đây thầy viết đây cho dễ nhìn tỉ số. 5 nhân 10 mũ trừ 7 thì cũng bằng KQ1 Q2 trên D cộng 10 tất cả bình. Được chưa? Ta chưa đổi đơn vị, vẫn đang đơn vị cm. Thế thì ta lại lập tỉ số ra thôi. Thì ta có D cộng 10 trên D. D cộng 10 trên D thì bằng 2 chia 5. Nhưng đây lại là gì? 20. 2 nhân 10 trừ 6 sẽ bằng 20 nhân 10 trừ 7. 20 chia 5 bằng 4. Mà đây đang là D bình và D cộng 10 tất bình thì 4 ta căn ra sẽ bằng 2. Đúng không? Thế thì từ đây ta suy ra D bằng 2D bằng D cộng 10 thì D bằng 10. Như vậy ta có đáp án D 10cm. Đấy, lưu ý cái đơn vị nhá. Đây trừ 6, đây trừ 7 nó khác nhau rồi. Tiếp tục ta đến với câu 12. Xét nguyên tử heli, gọi FD và FHD lần lượt là lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn. Điện tích E biết, khối lượng M biết, khối lượng heli, hằng số hấp dẫn. Chọn kết quả đúng. Thế thì câu này là một câu khó vì nó liên quan đến lực hấp dẫn. Nó liên quan đến lực hấp dẫn, đúng không? Đầu tiên ta đi tính lực điện trước. Lực hút tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa một electron và hạt nhân. Đấy, các em phải lấy ý.
Heli là HE24. Heli là HE24. Như vậy là gì? Hạt nhân của nó có 2 proton. Các em sẽ bị khó ở cái chỗ này. He24 thì hạt nhân của nó có 2 proton, mà đây là lực hút giữa electron, một electron và hạt nhân, thì F điện sẽ bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với Q1 là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Dấu âm thì thầy lấy trị đó luôn thì thành dương. Nhân với hạt nhân là 2P, chính là 2 nhân 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 chia cho R bình. Đúng chưa? Không biết R. Cái này đang chưa có R này. Tiếp tục, ta có gì lực hấp dẫn? F hấp dẫn thì bằng gì? G lớn, M nhỏ trên R bình, cũng trên R bình. Được chưa? Bằng hằng số hấp dẫn này, 6,67 nhân 10 mũ trừ 11 nhân với M lớn M nhỏ là khối lượng heli và khối lượng của electron. 9,1 nhân 10 mũ trừ 31 nhân với 6,65 nhân 10 mũ trừ 27 chia cho R bình. R là khoảng cách giữa electron và hạt nhân. Thế thì lát nữa, vì đề không cho R, mà lát nữa tự nó sẽ triệt tiêu R. Chính vì vậy mà lý do, đây chính là lý do mà đề không cho R. Thế thì ta chỉ bấm máy thôi và ta lấy hai cái chia nhau. Nhưng rõ ràng là những cái bài này thấy rất là mất thì giờ, đúng không? Số quá là lớn. Ta có 9 nhân với 2 nhân với 1,6 bình bằng 46,08 nhân 10 mũ. Đây còn là gì? Trừ 10 với trừ 19 là trừ 29. Chia R bình. Còn cái này sẽ được là gì? Ta có 11 cộng 31 cộng với 27 bằng 69 cơ. 10 mũ trừ 69. Rất là lớn đúng không? 6,67 nhân 9,1 nhân 6,65 bằng 403,635. 403,635. Đấy, viết ở đây. 64 đi, nhân 10 mũ trừ 69. Thế thì ta lấy F chia cho F hấp dẫn, F điện chia F hấp dẫn thì ta sẽ được là gì? Đây, thực hiện phép tính này. 46,08 nhân 10 mũ trừ 29 chia cho 403,64 nhân 10 mũ trừ 69 bằng 1,14 nhân 10 mũ 39. 1,14 nhân 10 mũ 39, ta có đáp án A. À, đấy, 1,14 nhân 10 mũ 39. Thế thì tính thì đương nhiên thì ta viết đúng thì ta sẽ tính ra kết quả. Nhưng rõ ràng là những cái bài này nó rất là dài. Bài này thầy đánh giá sẽ là bài khó. Nó phải tương đương với vần vận dụng đến vận dụng cao. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó bẫy được các em ở cái chỗ nguyên tử heli. Các em sẽ không biết heli là có bao nhiêu proton. Nếu bạn nào học môn hóa mà kém, hoặc bản thân học hóa lớp 11 các em cũng chưa động đến heli. Lên lớp 12 khi ta học về phần vật lý hạt nhân ta mới động đến heli. Đấy, nên các em sẽ không nắm được xem heli là có bao nhiêu proton. Cái vấn đề thứ hai nó khó ở chỗ là công thức tính lực hấp dẫn các em không nhớ. Lực hấp dẫn là của nội dung chương trình lớp 10. Đấy, F hấp dẫn bằng G lớn, M nhỏ chia cho R bình. Hoặc là R cộng H đóng ở mặt bình. Với H là khoảng cách từ vật đến mặt đất chẳng hạn. Đấy, còn đây là nguyên tử thì ta để là R bình. Thế thì riêng cái bài này, cái khối lượng tính toán thì đã là phức tạp rồi. Số nó lẻ và rất là dài. Mà lại còn bị lừa chỗ heli, proton là 2 và công thức lực hấp dẫn. Chính vì vậy mà thầy mới đánh giá cái bài 12 này nó phải tương đương với vận dụng đến vận dụng cao. Được chưa? Cho nó sao vào. Đôi con sao vào đúng không? Đó. Tiếp tục câu 13. Biết điện tích của electron, khối lượng heli E chuyển động bán kính thì tốc độ góc của E đó sẽ là bao nhiêu? Như vậy,
lại liên quan đến tốc độ góc. Mà tốc độ góc thì chính là gì? Trong khái niệm chuyển động tròn đều, tốc độ góc là biến thiên gì? Góc quay trên một đơn vị thời gian, omega bằng delta alpha trên radian. Đấy. Thế bây giờ làm cách nào để xác định được cái tốc độ góc của electron khi ta biết bán kính, khi ta biết E và khi ta biết gì? Khối lượng. Đấy. Thì nó sẽ liên quan đến cái định luật 2 Newton. F thì bằng MA. F thì bằng MA. Mà A ở đây là A hướng tâm. Gia tốc hướng tâm bằng gì? V bình trên R. Được chưa? Đấy. Như vậy ở đây, thực sự con này nó rất là dài đấy. Và những con này nó không đại diện cho cái chương trình học của mình. Vì năm nay chương trình của các em đã giảm tải rồi. Không hiểu sao giáo viên lại cho những cái bài như này. Chắc là lại nhặt ở các cái tờ đề nào đấy hoặc các tờ bài tập nào đấy mà chưa lọc ra các cái phần giảm tải. Chứ đối với những câu như 12 hoặc câu như 13 này thì cái kiến thức tổng quát nó quá nhiều, liên quan cả lớp 10. Đấy. Ở đây thầy sẽ viết biểu thức thôi. Ta có F điện thì bằng MA. Ở đây là A hướng tâm. Mà A hướng tâm thì bằng MV bình trên R. Mà V vận tốc dài thì bằng R nhân omega. Thì ta sẽ được gì? R bình, omega bình thì chỉ tiêu sẽ còn M R nhân omega bình. Được chưa? Đấy. Đây mới là vận tốc góc cần tìm. M biết. M biết nhá. Đấy. F hấp dẫn chính là F điện mà đúng không? F điện của mình sẽ bằng cái gì? KQ1Q2 trên R bình. KQ1Q2 trên R bình. Đấy, cho R rồi, cho Q rồi. Heli nhớ lại là có hai proton. Đúng không? Đấy, như câu này thầy chỉ viết đại diện này thôi. Hai proton. Thế thì cái này sẽ bằng gì? KQ1Q2 trên R bình. Các em thay vào sẽ tìm được omega cho thầy. Đấy, còn thôi, câu này rất là dài, viết như này thì không ổn. Được chưa? M có này, R có này, K biết này, Q1 là electron này, Q2 thì bằng 2 lần electron này, chính là 2P. Và R vẫn là ở đây, nhớ đổi picomet thì thành 10 mũ trừ 12 nhé. Picomet là 10 mũ trừ 12. Thế các em thay số vào thì các em sẽ tính omega, nhưng nó rất là dài, được chưa? Tiếp tục sang câu 14 đi. Chứ đề nhà trường nhặt những câu đâu đâu cho vào này. Đây là gọi những câu này là cho giáo viên làm chứ không phải là cho học sinh làm đâu. Trong không khí, hai quả cầu nhỏ có khối lượng biết này, treo vào cách điện. Hai quả cầu nhu điện thì chúng đẩy nhau khi hai cầu cân bằng, dây treo hợp góc 30 độ, lực tác động. Đây là bài toán dây treo đúng không? Đấy. Quả cầu là chịu tác dụng của trọng lực P, lực điện nằm ngang. Đây là F điện. Đây là lực căng dây T. Còn đây là góc alpha bằng với góc alpha này. Đấy, bài toán dây treo. Cái hình vẽ này thầy vẽ cho các em rất là nhiều rồi. Góc alpha 30 độ này. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai quả cầu chính là hỏi F điện. Thế thì ta có là tan alpha bằng đối trên kề là F điện trên P. Suy ra F điện bằng P nhân với tan alpha. Mà P thì bằng MG. Đúng không? 0,1 nhân 10 mũ trừ 3 nhân 10 nhân với tan 30 độ. Tan 30 độ là 1 trên căn 3. Được chưa? Thì ta có 10 mũ trừ 3 trên căn 3. Đấy, bấm này. 10 mũ trừ 3 trên căn 3 bằng 5,77 nhân 10 mũ trừ 4. 5,77 nhân 10 trừ 4 là xấp xỉ 5,8 nhân 10 trừ 4. Ta có đáp án B. Đấy, được chưa? Thì rõ ràng là nếu lắm được cái nội dung của bài toán dây treo rất là cơ bản này thì các em làm khá là đơn giản, được chưa? Tiếp tục, ta đến với câu số 15. Ta đến với câu số 15 này. Hai quả cầu nhỏ có khối lượng lại được treo sợi dây mảnh dài 0,5, điện tích Q như nhau. Khi mỗi quả cầu tích điện Q như nhau, chúng tách nhau ra một khoảng 5 cm, xác định độ lớn của Q. Được chưa? Như vậy là bài này đang không cho góc, nhưng vẫn là thuộc cái dạng bài toán là dây treo. Các em có thể mở tờ công thức màu của thầy ra sẽ thấy.
Thầy vẽ to để cho dễ nhìn thôi. F điện P alpha lực căng dây T. Đây góc alpha. Cái dây này là dài 5, đúng không? 0,5 mét chứ. Và khoảng cách chúng tách nhau ra một khoảng là 5 cm. Thì các em nhớ khoảng tách ra là như này. Như vậy đây mới là 5 cm, là khoảng này. Thì cái này chỉ có 2,5 thôi. Được chưa? Bắt xác định quy thì đầu tiên phải tính được F điện đã. F điện sẽ bằng gì? Tang bằng F điện trên P. Thì F điện bằng P tang bằng P là 0,2 nhân 10 nhân với tang. Tang của góc này thì bằng đối trên kề, thì bằng 2,5 chia cho kề là cái cạnh này. Biết cạnh huyền, biết cạnh góc vuông, thì đây chính là căn của 5 bình trừ 2,5 bình. Đúng chưa? Để ta ra được cái cạnh kề tang đối trên kề. Thế sau khi có F điện rồi thì các em mới cho nó bằng 9 nhân 10 mũ 9 nhân với quy bình chia cho R bình. R bình là 5 nhân 10 mũ trừ 2 tất cả bình. Đấy, em cho kết quả này bằng cái này. Từ đấy tính được quy. Vậy ta sẽ bấm máy chỗ này nhé. 2,5 chia cho căn của 25 trừ 2,5 bình bằng nhân với đây là 2. Ta được 2 căn 3 trên 3. Được chưa? Đó. Số lúc nào nó cũng lẻ. Từ đây tìm được quy bằng lấy 2 căn 3 trên 3 này nhân với 25 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với 25 nhân 10 mũ trừ 4 bằng chia cho 9 nhân 10 mũ 9 chia cho 9 nhân 10 mũ 9 bằng, và ta căn. Thế quy của mình sẽ bằng 5,66 nhân 10 mũ trừ 7. Được chưa? 5,66 nhân 10 mũ trừ 7. Thì ta có cái đáp án là 5,3 nhân 10 mũ trừ 7 này. Nó sẽ xấp xỉ. Được chưa? Đó. Như vậy ta được quy bằng 5,3 nhân 10 mũ trừ 7. Từ, chết rồi. Ta phải bấm lại một chút. Vì ở đây thầy nhìn nhầm chỗ này là 5. Cái cạnh này không phải là 5 mà là 0,5 mét. Đấy, thầy lại nhìn cái số 5, thầy không nhìn cái số 0,5 mét. Thế ta phải sửa lại một chút. Đây sẽ phải là 50 bình. Ta phải tính lại cái F điện này. Được chưa? Vì 0,5 mét thì cái đoạn này là 50 mét, à 50 cm, mà cái đoạn này chỉ có 2,5 thôi. Thầy sẽ phải bấm lại một chút này. Hơi mất thì giờ một tí. 2,5 thì vẫn là 2,5 chia cho căn của 50 bình trừ đi 2,5 bình. Đấy, bằng nhân với đây là 2 đúng không? Nhân với 2 bằng 0,1. Thầy sửa lại nhá, 0,1. Đấy. Thế thì ta sẽ thay cái gì? Cái F điện này bằng 0,1 thì ta vẫn nhân với những cái số này thôi. 0,1 này thầy nhân với 25 nhân 10 trừ 4. 25 nhân 10 trừ 4 bằng này chia cho 9 nhân 10 mũ 9 bằng này, và ta căn của answer 1,667 nhân 10 mũ trừ 7 chính là 1,67. 1,67 hoặc làm tròn nên là 1,7. Đấy, nó ra 1,7 cơ. 1,7 nhân 10 trừ 7, ta có đáp án A. Đấy. Do ta bấm sai cái đơn vị ở chỗ này mà lại dẫn đến lại ra đúng cái đáp án gần gần với A, gần gần với B. Đấy. Nhưng mà may là gì? Ta bấm ra 5,66 mà đây đáp án 5,3, nó hơi chênh nhau, nó không đúng với quy tắc làm tròn. Nên thầy nhìn lại thì mới phát hiện ra được là mình đã viết sai cái chỗ chiều dài dây là 50 cm này. Được chưa? Đấy. Tiếp tục ta đến với câu 16. Cho quy 1, quy 2 đặt cách nhau một khoảng R. Nếu quy 1 tác dụng lên quy 2 có độ lớn là F, thì lực tác dụng của điện tích quy 2 lên quy 1 có độ lớn là... Các em lưu ý này,
Q1 và Q2 sẽ cùng tác dụng lên nhau một lực có độ lớn là F bằng K Q1 Q2 trên epsilon R bình. Đúng chưa? Đấy. Thế thì câu này ta sẽ chọn được ngay đáp án là A mà không cần phải tính. Và nó cho cái Q và 3 Q kia chỉ là để gì? Để đánh lừa các em mà thôi. Vì người ta bảo nếu điện tích Q1 tác dụng lên Q2 một độ lớn là F mà, thì Q1 đây và Q2 đây. Còn độ lớn của Q1 Q2 khác nhau là việc của đề bài cho. Nó sẽ không ảnh hưởng đến cái việc mà hai cái vật Q1 Q2 cùng chịu tác dụng của một lực F theo định luật Coulomb. Được chưa? Câu 17. Hai điện tích đẩy nhau một lực F khi đặt cách nhau 9. Khi đưa chúng về cách nhau 3 thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là. Đấy, thì các em nhìn F bằng K Q1 Q2 trên R bình. Thế với cái R cách nhau 9, đúng không? Với R bằng 9 thì nó là 3. Thế thì khi đưa về cách nhau 3 cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là bao nhiêu? Thế thực tế ra đây chính là cái bài toán lập hệ này thôi. Đây thầy sẽ viết này, 9 bình. Và một thằng nữa là F2 bằng K Q1 Q2 chia cho 3 bình. Đúng không? Thầy không đổi đơn vị bởi vì lát nữa ta lập tỷ số thì hai cái đơn vị tự chỉ tiêu nhau. Các em lưu ý nhá. Đây đúng ra phải đổi sang mét, nhưng vì thầy sẽ lập tỷ số nên thầy cứ để nguyên 9 và 3. Thế thì khi lấy F1 trên F2 có phải bằng 3 bình trên 9 bình không? F1 trên F2 thì bằng 3 bình trên 9 bình thì bằng 1/9. Như vậy F2 sẽ bằng 9F1. Như vậy ta được đáp án B. F2 bằng 9F1. Đúng không? Đấy. Thế ta lập tỷ số thôi nên ta không cần đổi đơn vị là như vậy. Được chưa? À, như vậy là thầy được hướng dẫn xong cho em cái nội dung mục 1 La Mã là định luật Coulomb. Trong đó ta thấy là gì? Hai cái bài 16, 17 là hai bài cuối cùng thì lại rất là đơn giản. Nhưng mà cái nội dung của bài gì? 11, 12 hoặc như là bài 13 thì lại vô cùng phức tạp. Đặc biệt là bài 13, đúng không? Nên thầy mới nhấn mạnh lại nhé. Những cái bài như này thì đang là ra đề để cho giáo viên làm chứ không phải cho học sinh. Với năng lực của các em thì thực sự là những bạn phải giỏi thì mới làm được những bài như này. Chứ không thì bản thân trên lớp các em cũng không được chữa, không được học những cái dạng bài này đâu. Ví dụ như cái chỗ bẫy Haley kia là nhiều bạn sẽ chết.